Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Chim Sắt Tóc Trắng anh em. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một con máy đạn nước. Máy này nãy em nghe Nhi làm là em nghe tiếng nổ em khoái luôn. Thật sự với anh em mà nghe rất là khoái. Anh em nhìn lóc nữa nè. Hết sức cái lóc đẹp luôn anh. Cái này là đạn nước anh em. Cái này anh em bơm nước là tuyệt vời luôn. Cái này nó công suất tối đa của nó là nó 7,5 người. Nó 75 là nó xài chung bánh trứng với đó 80 mình anh em ơi, rất là mạnh. Cái dòng này anh em bơm nước nếu mà theo em nghĩ là cái vuông mình từ 8 đến 15 công là rất là vừa. Ở máy này nó có nhiều chi tiết này ngộ quá là gì Nhi? Này là báo dầu nè. Dầu nó thường lắm. Dầu hồi gì đó. Ông dầu hồi mà sao nó không làm gì ngộ chị? Không biết có bị kỹ sư bà như mấy Nhật ba ông nội Nhật bánh là làm sao vậy nè. Ông đóng zin nè. Nói chung máy này gì ông đụng gì chứ anh em ơi. Còn qua món ghi nè, cái này là em không có dặn ra là đúng ra là phải dặn ra chùi cái hơi nước nè anh em. Nhưng mà em để anh bãi có nó có hơi nước trên này nè, thấy nó còn quá đẹp sáng chân luôn, em cũng không dám đụng tới luôn. Anh em nhìn nó ngộ, nó có mấy cái ống đồng nó lú ra vậy nè. Cái này là cái ống dầu chả của nó nè anh em. Anh em không thích thì anh em về anh em cắt lên lại kêu cái cạp. Mình truyền về bình dầu hay hơn em ơi. Còn nếu mà anh em có yêu cầu á, bởi vì đồng này mà đồng của nội địa anh em cắt ra, chứ mà giờ em gửi đi em hàng em chuyện lên đây cũng được cho anh em nè. Đúng rồi. Đó, đúng đây đúng có rồi. Có chỗ nè. Nhưng mà có cái nó là hơi dài. Nữa anh em tính tiền nhân già ha. Đó. Cái máy này mà anh em nếu mà có anh em nào mà theo dõi bên tiệm máy Đức Thắng á, hồi trước có một cái nào NF em làm lại á, cái tiếng nổ nghe bon bon đó anh em. Cái máy này em hứa anh em đỉnh hơn nhiều. Đỉnh hơn. Đỉnh hơn. Anh em giờ mình nói nhiều quá mình lụm thác bây giờ ở anh em nhìn cái mặt găm nó đẹp nè, tem mặt nó còn nguyên si không có đụng gì đó hết, cái nút nhớt nè đụng rồi nè, hết sức mới luôn. Cái máy này bô ấm vô cái là cái gốc đầu ngon lắm, dữ lắm nha anh em. Gì mà da không rồi trời, không có phê luôn nè. Cái máy này em thấy là nó thiếu cái buli anh em ơi. Cái máy này em tặng cho anh em mình cái buli á. Anh em nhớ lưu ý giùm em. Buli gì vậy? Buli với sao? Cái tâm nữa đã. Cái tâm buli á. Đúng rồi đó. Nhờ em lắc nó ra xích trước anh dán cái đùi nó lên trên coi ơi. Ừ. Cái này là NS75, cái này là bê tông 80 liên anh em. Nè em mới rửa ra nè chứ em cũng không có trụ này nghe anh em. Số series của nó là 00 54 9 nút. Chiều nay xuống sắt anh em ơi. Anh em nhìn cái tay khóa nước nó làm gì. Cái tay này nó thiệt chứ anh em, nó rất giá trị nghe anh em. Đồng này nè là rất giá trị nghe anh em. Anh em nè, anh nhìn đây anh em. Đồng này là bán bong bóng là được 30.000 ký. Chắc đó. Chiều nay chắc cái tay này chắc nó chắc ăn trộm nâng cấp anh em. Cái bô này thì anh em muốn thích xài cái bô này thì xài, còn không xài thì em tặng anh em lình lại cái bô nổ khác ha. Còn cái bô nguyên bản đó, nó làm nguyên cái mặt gam gì em không biết làm gì. Quá cứng, cũng cứng ngắt luôn. Máy rất là đẹp mà cái dòng này là đạn anh em, đạn nước. Đúng rồi đó. Anh ơi, 75 đạn nước. Anh em ơi. Nghe cho nó đã luôn anh em ơi. Buông không lên ra hả cưng, cà chớn với anh hả cưng. Mày dễ bưởi mày dễ em hái mấy cái bô này anh em chạy nó nghe đã luôn rồi chứ không thấy gì chưa ha. Nó chạy nữa anh em thấy góc đầu vậy nè, không có bô ấm nó chạy góc đầu vậy nè. Cái thùng dầu thiết kế đặc biệt quá nhiên, đặc biệt cái bên dầu là trắng đôi luôn anh em. Tại cái máy này không biết nữa. Đúng rồi đây nè anh em, coi cái diện này đúng không, cái diện ở dưới là em dám nói với anh em là coi đây nè, coi đây trắng tươi luôn anh em. Đó nó trắng đó, thấy rồi kìa. Đúng rồi đó, cái này là cái dầu nó nè anh em, nhìn qua đây nè già, cho coi anh em có lượt à. Sao mà cho anh em coi lượt, cái lượt còn đỏ thật luôn đó. Đó nó còn đỏ tươi luôn á anh em, thường thường cái lượt nó não đen thui à. Đúng rồi, cái lượt nó là nó vậy đó. Cái này nè em không có rửa nè anh em, cái này cũng không rửa luôn nha, của nó dầu còn nó luôn.
rất là đã luôn anh em ơi. Thử một phát nữa anh em ơi. Em vụ gì với nổ nổ này em hay lắm. Buông 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 buông. Quá trời đã anh em ơi, bơm nước đứt nè. Cái máy mà nó nguyên bản mà nó chạy gì em đó anh em xài kỹ dầu nhất 10 năm nữa. Này ghi nó luôn nè. Ờ mặt em làm ba lỗ này em nghĩ chắc làm cái bô tháp rồi. Chắc em nghĩ cái bắt vô cái ống mà nó dẫn ra dẫn mấy tàu biển vậy, nó dẫn cái co mà cái co có lò xo đưa ra nó mới bắt cái này à. Làm bô tháp anh. Bô có tháp mà nó có công công á. Cái này làm bao ghim anh em, đất cần đặt anh em. Bao ghim. Mà trong không có động gì hết á. Ba chạy chạy tiếng máy lực quá lực. Mà trong cái máy này nghe tiếng máy là em phái tiếng máy nè. Thứ nhất thứ hai thứ phái gì không phái cái co này nè anh em. Co này nó đúng nguyên chất. Nên nhìn cái mặt cam rất là đẹp nè. Từ nè, không đâu quay nè, giờ có quay đây. Nó ra đâu quay nó còn trắng tươi à. Đó. À, ốc nè, nhìn cái mặt cam đó nè, cái mặt là nắp lát ốc nè. Khu gan luôn, nói chung là có mấy khu khu gan luôn anh em, chưa có dấu hiệu gì gọi là vịnh ấy gì chứ. Còn cái bình nước thì này nó không có anh em. Cái này anh em nào muốn làm cái nắp nước ha, anh em nhớ lưu ý thì bên em nhận làm cái nắp nước bằng cái nắp của nắp nước này nè, anh tính anh em là 100 ngàn. Tính luôn cái co luôn đi, báo cho anh em luôn đi, từ dưới này mình hàng kéo qua đây nè, nhiêu rồi tính luôn đi. Thôi cái này còn cái phần mà cái co dầu chả này bên em tặng cho anh em một cái ống đồng luôn, kéo từ đây tới đây. Còn nắp nước này làm thêm là 100 ngàn, rồi em xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn nha. Máy này em bán cho anh em là 5 triệu, cộng thêm với là tiền làm nắp nước này nó là 51, em bao ship hả? Con này 75 đạn á. Ừ, 75 mặt đạn. Cái này là dân ma NS 75 mặt đạn anh em. Bán tổng cộng anh em là 5 triệu 1 bao ship, là trong đó lặn kèm cho anh em là một cái nắp nước inox, một cái ống dầu chả bằng đồng. Má ơi lâu lâu được cái má ngon, tiếng má ngon chạy không ra mới thôi, nó có 5 triệu 1 làm nắp nước mới được 5 triệu 1. Làm nắp nước nào dùng. Gọi anh em nào làm được cái máy này thì alo em nhé. Máy cực bốc bảo đảm anh em rồi. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Gọi nè, cảm ơn em nhiều nha Nhi. Nhi tiếc nè anh em ơi. Bán rẻ quá tiếc anh em ơi. Chị rảnh rồi. Dạ. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Anh em nào làm được cái máy này. Anh em có 5 triệu mốt anh em. Cái máy này cực kỳ đã. Cực kỳ đã anh em là tới tiền được cái máy. Vừa lóc đẹp mà tiếng nổ chắc. Chào tạm biệt anh em nha. Cảm ơn em nhiều nha Nhi.